ta chỉ bỏ đi thôi, không thể làm nguyên liệu được. Bỏ. Đây là cua ba vừa mới hái và khi chín nó sẽ tím như thế này. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cơm nó xịn như thế nào nha. Wow, với trong tất cả các loại bơ mà mình lấy dầu thì bơ Cuba sẽ ít dầu hơn một tí, nhưng đặc điểm của nó là cơm rất là dày cho nên cũng rất là lợi luôn. Sau khi hái về mọi người nhé, thì chúng ta sẽ bắt đầu cái công đoạn đó là bóc vỏ ra và lựa chọn những cái quả đạt tiêu chuẩn để mang đi vào trong siêu thị. Còn những quả mà nó sẽ bị đốm vỏ hoặc là bị nổ vỏ một xíu nhưng mà cái chất lượng cơm bơ vẫn còn tốt thì sẽ mang đi làm nguyên liệu, ví dụ như quả này này. Đó, đốm vỏ một xíu như thế này. Đó, thì siêu thị họ sẽ không nhận và chúng ta sẽ chọn quả này để làm nguyên liệu ép dầu bơ. Để làm những chai dầu đạt tiêu chuẩn của Pơ Lang, tối thiểu phải cách ly thuốc bảo vệ thực vật 3 tháng và gần như là sản xuất theo hướng hữu cơ, nghĩa là sẽ không dùng phân hóa học mà dùng phân tự ủ hoặc là những cái phân nhập khẩu. Mọi người thấy quả bơ này như thế nào? Nó không hề có một lỗi gì ở phía ngoài nha. Nhưng mà khi mà lắc như thế này thì chúng ta sẽ thấy ong ọc nước ở phía trong này. Và bây giờ cắt cho mọi người xem nha. Đó, wow. Những quả bơ cái lượng nước nhiều quá không thoát ra được thì nó làm cho cái cơm này nó mềm cơm và nó chín nhão và nó sẽ có mùi chua ở trong này, chín có mùi chua trong này. Dù cơm rất là vàng mọi người nhé, nhưng mà những cái quả mà nước nhiều như thế thì nó sẽ dễ thối cái phần đáy này này. Chúng ta chỉ bỏ đi thôi, không thể làm nguyên liệu được.